Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Ngọc TV. Và mình là Bảo Ngọc đây. Và hôm nay mẹ mình đã nấu món canh kim chi nè. Đó, đây là canh kim chi các bạn. Gồm có đậu hũ, rau, ốc nha các bạn. Gồm có kim chi nữa. Còn đây là cá cơm nha các bạn. Đó, là cá cơm. Còn đây là rong biển. Rong biển để cuốn nha các bạn. Rồi giờ con cuốn đi. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn. Mình xin chào các bạn. Đã trở lại với kênh Bảo Ngọc TV. Thì hôm nay mình sẽ làm món ăn đơn giản cho gia đình mình. Đó là cá cơm lăn bột chiên giòn với lại canh kim chi nha các bạn. Thì cá cơm này mình cũng nãy giờ mình ướp rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô bột khô. Bột khô á, mình sẽ chiên giòn. Đây bột khô đó, bột khô. Mình cho chi vô bột tẩm, bột khô các bạn. Món này là món của con gái mình rất là yêu thích. Chảo dầu cũng đã nóng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cá cơm mà mình tẩm bột vô mình chiên ha. Thì canh kim chi của mình có nguyên liệu này nè các bạn. Nấm kim châm, rồi cái nấm gì đó, hay cái nấm thì mình cũng không có rành. Nấm gì? Nấm bầu ngư thôi các bạn. Đậu hũ non, nghêu, mực, tôm. Bây giờ mình sẽ nấu canh kim chi các bạn. Mình phi tỏi cho nó vàng nha các bạn. Thì mình sẽ mua cái loại kim chi này nè các bạn, trong siêu thị hoặc là trong Bách Hóa Xanh đó. Cái kim chi này rất là ngon. Có một bịch như vậy nè các bạn. Mình cắt cái đầu ra rồi, rất là kỹ. Thì mình xào tỏi vàng rồi các bạn, mình cho kim chi vô ha. Chắc mình cho hết đi. Thì nhà mình thích ăn kim chi này nhiều hơn. Đó, mình xào lên. xào rồi mình cho nước vô nha các bạn. Giờ mình sẽ cho nó sôi lên rồi mình nêm lại. Bây giờ cái nước ấm nóng rồi mình sẽ nêm các bạn. Mình nêm vừa ăn rồi mình sẽ cho mực với tôm vô các bạn ơi. Mình sẽ cho nghêu vô luôn nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho nấm vô luôn. Nấm vô hết luôn cho ngọt, ăn cho nó đã. Giờ mình chỉ chờ nó sôi lên thôi. Canh kim chi này người ta nấu với thịt heo, còn mình nấu với hải sản nha các bạn. Mình cho đậu hũ non luôn ha. Hành tây và hành lá cho vô luôn. Là canh kim chi rất là đơn giản ha các bạn ha. Thì cũng đã bước qua tháng 12 rồi, trời xe lạnh đó các bạn. Mình làm một nồi canh kim chi này vừa nóng hổi, cay, chua. Húp rất thà, rất là đã. Rất là ngon các bạn. thì cái nồi canh kim chi này cũng sôi chín các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra dĩa mình ăn cơm nha các bạn nha. Bảo Ngọc TV, giờ mình là Bảo Ngọc đây. Và hôm nay mẹ mình đã nấu món canh kim chi nè. Đó, đây là canh kim chi các bạn. Gồm có đậu hũ, rau, ốc nha các bạn. Gồm có kim chi nữa. Còn đây là cá cơm nha các bạn. Đó, là cá cơm. Còn đây là rong biển. Rong biển để cuốn nha các bạn. Rồi giờ con cuốn đi. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn nha các bạn. Mình sẽ xé ra miếng vừa vừa. Sau đó sẽ múc miếng cơm. Con phải xé vuông vuông, ôm ít hơi đang nóng. Rất là nóng nha các bạn. Mình sẽ để cơm ít thôi. Ý sao cứ rớt cơm bà chị ta. Chán thiệt. Mình làm lại nha các bạn. Chứ mình sẽ múc ít cơm thôi, múc như vậy thôi. Còn phải xé nó vuông vuông. Rồi bác ra. Mình sẽ gắp thêm cá cơm. Cuốn lại. Là ngon nè các bạn. Có cơm thì giòn, mềm, ngon. Thường rong biển dài, dẻo. Cơm thì thơm, ngon. Nói chung là rất là ngon nha các bạn. Thôi thì mình mời các bạn ăn cơm với hai mẹ con mình ha. Chào các bạn nha. Hôm nay mình nấu canh kim chi. Ăn cơm. Mời mẹ ăn cơm chưa? Bước qua tháng 12 trời bắt đầu vào tháng Noel, trời se lạnh nè các bạn. Cho nên mình muốn đổi, mình muốn thêm một món vị canh kim chi cay chua ngọt rất là ngon. Mời con ăn nha. Dạ con người ăn con cua. Ok. Rất là ngon nha các bạn. Ngon. Ở trong đây có đậu hũ là món mình khoái nhất, nhưng mà mình không biết ăn kim chi. Lát ăn thử miếng canh rồi. Lát ăn thử miếng nước rồi vừa dễ ăn. Mình ăn thử. Nóng à. Ngon rồi. Ăn của người Hàn Quốc. Rất ngon. Các bạn nhớ hỏi nha. Đậu hũ rất là nóng dai. Cái này vừa ăn vừa hỏi đúng không? Bé không thiếu gì. Dạ. Tương ớt. Mà mình dùng tương ớt gì? Mình làm gì được gọi ăn cho nó ăn. Được tới lớp thêm chứ. Ngon quá. Vâng. Mày biết mình làm món này thấy ông Ngọc cũng thích không? Rất con đọc. Nhanh, thời gian bây giờ thấm thoát nhanh ghê các bạn ơi. Mới Tết, mới vừa rồi Tết, năm nay quay lại Tết nữa. Thời gian con được ngay rồi không các bạn. Để thử miếng canh kim chi. Nó không cái đường ghiền. Vậy giống như bị cay á. Ngon quá các bạn. Nhưng mà hơi lạc lạc một chút. Bởi giống như bị cay. Nhưng mà nó hơi lạc lạc một chút xíu nha các bạn, chứ không có lạc quá, cũng không có chua quá, cũng không có cay quá, nó chua là vừa ạ. Đúng rồi, rất là ngon. Thì bữa cơm trưa của hai mẹ con mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Mình xin chào các bạn và hẹn các bạn những clip sau của gia đình mình. Các bạn vui vẻ, thoải mái thì các bạn nhớ bấm subscribe và đăng ký kênh cho Bảo Ngọc TV nha các bạn. Mình xin chào các bạn.